bị Vu Oan cài cắm chất bẩn, người yêu cũ Chu Bin lên tiếng làm rõ. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới liên quan ồn ào rơi rớt chất bẩn khi đang trình diễn của nam ca sĩ Chu Bin. Mới đây, người yêu cũ, người từng tố Son Nam phụ tình, đã chính thức lên tiếng khi bị người yêu mới. Chu Bin nhận định là người cài cắm chất bẩn kia vào người Son Nam với lý do không yêu đương thì đạp đổ. Cụ thể, đăng tải loạt hình ảnh được cho là bằng chứng người yêu cũ Chu Bin nhắn gửi tới anh và người yêu mới của anh rằng chắc có lẽ em, tức người yêu mới của Chu Bin, biết vu khống người khác là hành vi gì rồi phải không em? Em biết rằng chị đã buông xuôi nhường ba của con chị cho em, thì chị nghĩ em phải vui và hạnh phúc, chứ sao em lại bất ổn cuộc sống đến nỗi quấy rối mẹ con chị suốt vậy? Em nghĩ chuyện em cướp ba con chị không ai biết mà hễ ai làm gì em quay ra nói chị thậm tệ bằng những ngôn từ khó nghe. Rồi hôm nay thêm chuyện trên trời rơi xuống chị đang bận chăm con nhỏ, chị đang sống cuộc sống của chị. Thì em khẳng định với mọi người, chị thuê người hại anh Bin, có nực cười quá em nhỉ. Một tay không che nổi bầu trời đâu em ạ. Sự thực như thế nào thì bản án lương tâm em và anh là rõ nhất. Nên em đừng gieo tiếng ác réo gọi chị vào cuộc sống của hai người nữa em nhé. Đây, bằng chứng chị nhắn đúng hai tin cho anh việc giữa chị và anh về việc con chung của hai anh chị. Em cũng không có quyền gì mà xen vào chuyện này. Nên đừng vu oan chị không yêu được anh nên phá hoại thuê người hại anh. Vô lý quá em nhỉ. Em bảo trước khi chị hại anh Bin, chị gọi rất nhiều và nhắn tin nhiều cho anh ấy à. Nói có sách, mách có chứng nha em. Chuyện mình làm thì mình nhận, chứ sao phải đổ tội cho người khác, trong khi hiện tại chị chẳng liên quan gì đến cuộc sống của em và anh Bin. Một lần nữa chị mong em và anh Bin hạnh phúc, để yên cho mẹ con chị sống một cuộc sống bình yên em à. Khi nào em khẳng định chị làm thì em phải có bằng chứng, chị sẽ chịu hết tất cả khi em đem bằng chứng ra. Còn không, chị nghĩ em nên dừng lại. Bên cạnh những phản hồi này, người yêu cũ Chu Bin một lần nữa mong muốn Son Nam đi xét nghiệm ADN để rửa oan cho cô. Trước đó, cả Chu Bin và người yêu hiện tại của anh đều bày tỏ sự nghi ngờ đứa bé được sinh ra không phải là con của Son Nam. Hiện ồn ào liên quan Chu Bin vẫn đang nhận về nhiều chú ý từ công chúng.